Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cái vali đựng máy ảnh của hiệu Think Tank Photo, có tên là đây nè, nó ghi đây nè, để mình kéo cho bạn coi. Airport Roller Derby. Giới thiệu hình dòng bên ngoài trước ha. Cái vali này có tổng cộng 8 bánh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để nó có chỗ mình cầm kéo cho nó dễ nè, như thế nó còn dưới đáy nó được lót miếng nhựa rất là cứng. Cái vali này á thì đặc chuẩn nên nó có thể đem lên hầu hết các chuyến bay mà mình không cần phải ký gửi. Thì mình mở cái ngăn đựng bên ngoài trước, ngăn này đựng vừa laptop 15 inch, đây laptop bỏ vô đây. Ngăn này mình đựng vừa được máy tính bảng cỡ 10 inch, 3 ngăn đựng bút, đây những khoảng 3 ngăn đựng thẻ nhớ, đây chắc móc được chìa khóa hay đựng cái gì đó. Bỏ vô đây. Nó được thiết kế bên ngoài mình rất là tiện lợi khi lấy ra lấy vô chứ không còn phải mở nguyên cái vali khi mình cần như laptop, máy tính bảng hay những giấy tờ lặt vặt nhỏ nhỏ khi đi ra phi trường đó. Phải đem cái giấy máy bay, passport phía trên đây, có thể chứa những cái ngăn nữa. Ngăn này mình biết chứa cái gì, chắc chứa giấy tờ nhỏ nhỏ linh tinh thôi. Đây là cái ngăn để chứa cái tay kéo à. Rất là mượt. Để mình không có cần ổ khóa, bạn thấy không? Bên trong ngăn này nó chứa ổ khóa. Đây, ổ khóa đây. Bạn có thể móc vô chỗ nào khóa lại. Để tránh bị người khác này giật hay đáng lén lấy đi mất. Bên này cũng thêm một ngăn nữa. Rất là sâu. Chỉ chứa mấy giấy tờ linh tinh. Còn bên hông đây là để bỏ cái chai pop vô. Thì mình bỏ thử cho bạn coi ha. Đó. Cái này nó có một cái sợi dây, cái trong cái vali nó bán mình nó có một sợi dây nữa, mình móc ngang qua đây nè. Giữ khỏi chai pop, khỏi lắc qua lắc lại. Móc vô chỗ này nè. Nó có đồ chờ hỏi mình móc. Đằng sau á không có gì hết. Phẳng. Cái vải của cái vali này chống thấm nước được. Kéo này nè. Của hiệu YKK. Cái dây kéo này là loại dây kéo chống trộm. Bình thường mấy cái dây kéo bình thường á, mình lấy cây vít bi á, mình đâm vô đây là nó mở, mình mở được vali à, đâm mạnh vô. Còn cái dây kéo này mình đâm vít bi vô nó không vô được đâu. Không có mở vali mình được. Khóa nè. Là đạt tiêu chuẩn GSA ha. Nên GSA có thể mở được ổ khóa của bạn. Mà trên đây bạn có thể bỏ tên bạn vô đây, bỏ miếng ghi tên bạn, bỏ vô đây nè. Trong vali mình vali này mình sẽ sử dụng rồi. Đây, trong cái len của mình. Để mình lấy ra cho rộng chỗ bớt. Nhân tiện đây mình xin giới thiệu mấy cái len mình luôn. Đây là len 55 1.8. Còn mà đôi khi nhiều bạn sẽ hỏi mấy cái chụp này là gì, mình giới thiệu luôn. Để đây nó bằng cao su á đó. Đó, mình mua lại cho tiện, kéo ra cái vô đẩy lại nó gọn, thấy không? Chứ loại mà đi theo len nó bằng nhựa nó vướng víu á. Mình thay hết tất cả cái mấy cái len của mình ở đây nè, đều bằng chụp cao su hết, cho tiện thôi mà, để chứa gọn nhẹ. Đây là len 35 1.4, cũng chụp cao su luôn, mở ra nó như vậy. Đây là len 90 2.8 macro. Đây. Đây, lên này lên Sony 70-200 4G.
dụng cái dụng cụ chui chụp ảnh của mình, chui mấy ống lên á. Cái này cái nắp thôi, cái nắp mình để đây chứ, cái nắp cho máy ảnh và cái nắp cho cái lens, lens lăng xả. Đây là cái túi cho để bao cái vali lại, mở túi ra nó có một cái miếng vải cho mình bao bao túi lại cho sạch sẽ mà lúc mình di chuyển để khỏi bị dơ dây. Còn cái sợi dây nãy mình nói đó, gắn vô cái tripod, cột vô cái vali cho nó chắc, không bị li, lúc mình đi kéo đi không bị lắc qua lắc lại. Cột vô cái vali này nè, cái ngăn này nè, cái ngăn này nè, nãy bạn lúc mình mở ra mình thấy mình để cái máy camera của mình, cái mình xài máy Sony của mình, nó có cái grip để vẫn vừa. Để mình để coi, ok cho mắt coi cái được không, trên cái nắp của vali này mình chứa được luôn, bỏ được mấy món đồ linh tinh. Đây cái ngăn này bằng vải, như vải lưới á, bên trong này nó cũng lớp lót một cái miếng xốp để tránh va đập. Cái vali này 10 triệu, các bạn có thể đặt hàng bằng cái đường link dưới cái video này của mình. Các bạn có câu hỏi gì thì hỏi mình nha. Thân mến và chào và hẹn gặp lại các bạn.